Chị đi cô chú nhìn thấy không, đi chị đi rất là yếu, giò cà quẹt quẹt hai cái giò mình đụng vậy đi, cứ nào dắp té không chị? Té Dạ con cũng như một tay đó. Như một té luôn hả? Dạ. Bữa nay gia đình mình ăn cơm cái gì chị? Ăn cơm mẹ sáng nhà mẹ mua cháo mình cần ra tay 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 dỗ toàn mấy cháo cháo à, sáng mua cháo cho bà bác ăn ha. Dạ với em nhận cho mẹ mẹ ăn hả? Hãy nhớ niệm Phật, các người hãy niệm theo tôi như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và đó là đi quan cho mến chào tất cả quý cô chú anh chị và mạnh thường quân. Thì hôm nay mình đang có mặt ở ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay mình đến gia đình rất là đặc biệt, gia đình của ông chú này thì ba người, vì là một người thì bị tật, hai người còn lại là bị bệnh. Hiện thì một người thì đang nằm ở trên giường, còn một người thì còn đi tới luôn được. Thì hôm nay cũng nhờ sự có mặt của anh Tài đây, anh ở địa phương ở đây, anh biết được cái hoàn cảnh, thành ra anh mới giới thiệu mình lại để giúp đỡ cho gia đình. Dạ, em mới biết giới thiệu cho anh cho, giúp đỡ cho mà con của bác em cũng mang anh cho, chứ mạnh quân giúp đỡ rất nhiều. Anh có thể giới thiệu mà cái hoàn cảnh này sao đó, để em cảnh. Hoàn cảnh này thì cô hai bị tai biến anh cho, còn chị Hằng này bị có tật bẩm sinh từ nhỏ, còn những hai bệnh tim, cũng hoàn cảnh khó khăn, lương tháng có 600.000, còn gạo thì càng thắng trên chợ ở đó, nó tới tháng nó cho phát, nó đưa cho em phát giùm 100 ký, ngồi 1 ký này là em làm giùm cho thắng, chụp hình gửi cho thắng, cũng nhìn thắng nó bán chìa phá, nó có dùng vô da, nó có làm phước cho người ta, em chỉ xin giùm rồi em phát giùm cho nó, em chụp hình gửi cho nó coi, rồi nó cứu xét rồi nó mới cho hàng tháng hoài. Cũng ăn tháng nào anh cũng đem gạo để cho cái gia đình của chú. Dạ dạ. Rồi hôm nay hai anh em mình đến đây để trợ duyên ha, mình giờ mình vô để thăm gia đình. Dạ dạ. Dạ, dạ chào chị. Dạ em chào bác. Chào hai bác. Dạ. Bà ơi, cho con hỏi bà bệnh sao vậy? Cô không biết làm sao đâu. Chị qua đây ngồi nè. Ngồi cho. Rồi bây giờ thì cô ăn uống không có được nữa. Dạ. Tỉnh tháng ai rồi đó. Dạ. Ăn ít kiểu à. Dạ, chị là con của bà hả? Dạ, em là con của mẹ. Bà tên gì chị giới thiệu thế cho bà luôn. Mẹ tên Nguyễn Thị Thanh Vân. Nguyễn Thị Thanh Vân ha. Dạ, 77 tuổi. Dạ, chị kể cái hoàn cảnh của mình sao đó, cái như bà bác này bệnh sao đó. Dạ, mà mẹ bà bệnh lúc đầu thì bà té gì đó, đầu quỵ xuống rồi tưởng đâu là bình thường, nào ngờ đi ra nhà thương nằm không tiền không bạc cho anh ơi. Rồi người này người kia đã cho tiền ăn giúp mẹ, mà giờ mẹ đã bệnh như vậy rồi em không biết làm sao nữa. Dạ. Hỏi bệnh này bệnh bà con của bác giúp cho gia đình cho em rất mừng lắm. Giờ đó? Em thì bệnh thì hồi lúc còn nhỏ, tới bây giờ em 48 tuổi rồi. Em tên Ngô Thị Thúy Hằng. Dạ, bệnh bẩm sinh nhỏ lớn luôn. Dạ, sinh ra bệnh. Sinh ra cái bệnh. Dạ, dạ. Lúc đó là biết chưa hay là? Em lúc đó mẹ em nói em chưa biết. Chưa biết hả? Dạ. 3 tuổi rồi. 3 tuổi sao dạ. Là bị bệnh. Dạ. Rồi bà bác có cho biết là mình bị bệnh gì mà thành ra bị có tật gì không? Dạ, mẹ lớn lên mẹ nói em bệnh nhân sức bệnh liệt. Ở bệnh viện con dạ. Lên Sài Gòn ở chợ. Đi rất là nhiều nơi mà không có được. Lên chợ đó là ở đây tới đây. Dạ, em chỉ yêu cầu cho mẹ em báo phải mạnh như ngày xưa mà giờ này không thể nào được hết rồi. Mẹ rất thương em, giờ này mẹ nằm em chơi giới em một khoảng như lắm rồi. Rồi nay giờ chị có đi làm gì không, bệnh gì đó? Dạ em làm trong nhà không à, như cơm nước quần áo giặt giũ vậy thôi, chứ em không làm cái tiền được. Hồi nay giờ thì hai bác còn khỏe ha. Dạ. Lấy làm về nuôi chị. Dạ. Chị ở nhà để nuôi cơm nước thôi. Dạ. Trời học cao lắm đó em, chữ giỏi lắm.
Rồi bây giờ em xin các cộng đồng mạng hay là bà con cô bác gần xa thương gia đình em. Giờ này hoàn cảnh em rất là khổ lắm anh ơi. Thậm chí là không gạo ăn nhờ. Có khi là anh Tài anh đi giúp đỡ cho em rất là, em cảm ơn anh Tài rất là nhiều luôn á. Gạo, thóc, đủ thứ hết trơn á. Tài với gạo. Giờ này em nhờ anh Tài em mới được như vậy nè. Dạ. Dạ. Rồi về mình chị á, vậy có anh em gì không hay là có mình anh à? Không, em có mình anh em anh. Dạ. Có mình đó à. Dạ. Dạ. Rồi bệnh vậy đâu có gia đình được ha. Dạ. Rồi giờ cũng như mẹ lúc mẹ đương thời á thì mẹ giúp đỡ người ta anh em rồi dòng họ, giờ tới mẹ mới nằm vậy đó, không ai ngó ngàng gì bà hết trơn. Bỏ qua. Giờ chị còn không sống với cộng đồng mạng không anh ơi? Sống với bà con hàng xóm thì xung quanh gì không ạ? À? Lúc cơm gạo không có, thậm chí là không cơm không gạo luôn, người này giúp người kia giúp đó. Rồi lúc bác bị bệnh xuống gì đó rồi tiền đâu mình để mình lo cho bác? Thì hàng xóm anh, người 50, 100 người, người này gom lại người kia gom lại nhiều người thì mới có được vậy chứ đâu có ai cho. Dạ. Dạ. Lúc chở đi bệnh viện đó rồi bác sĩ nói bị đột quỵ đó, bị nguyên nhân sao? Vì là bác sĩ nói là mẹ bệnh tai biến rồi. Tai biến hả? Dạ. Bị sốt não vậy gì? Sốt bằng não luôn. Dạ. Sốt huyết não rồi tai biến. Tai biến trước rồi sốt huyết não về nhà mấy ngày. Dạ. Tắt bị sốt huyết não là tiêu luôn bây. Dạ. Giờ. Rồi chở mẹ đi cũng đầu này đầu kia mày rút cuộc rồi mẹ cũng không ngồi được không nè. Chỉ ngồi nằm giờ nằm không. Nghe, nghe hiện bây giờ bà đi tiểu tiện gì bà biết không? Không biết gì luôn. Không. Không. Vậy là nằm lăn qua lăn lại được ha. Dạ. Ngồi vậy được không? Không. Không luôn. Không, mày ngồi phải đỡ, phải đỡ dựa thôi, mình dựa rồi có người đỡ. Chứ không 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 đỡ là ngã ngang đó. Dạ. Dạ. Trời ơi. Còn bác sao á? Bác bị bệnh. Bây giờ trồi máu cơ tim từ hồi năm 2019 tới bây giờ đó mà. Chết đau kêu bác tên gì đó mà gọi mình cũng không có không có khả năng rồi bỏ qua trôi qua luôn tới bây giờ. Dạ. Còn bây giờ thì dướng vô cái bệnh này đó thì giờ mình cũng cần ai dướng. Dạ. Bị thuốc giờ thì uống hàng ngày vậy đó. Bị chú bác bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim. Dạ. Đi tối ngày ở ngoài nhà chơi. Vợ con bây giờ mà nó bà bây giờ bà nói chuyện bình thường như lúc trước không? Nó quá giờ nói tới quá cái trơn này nó bởi hồi nói vậy hồi nói khác không không nói vậy hồi nói khác giờ không có mình nói phải nói chú mấy chú nãy vô hỏi nó rồi nói ấy đó rồi Tài bữa hổm nó chụp hình nó gửi lên mấy chú nó rồi vô là nói Tài nó chụp hình gửi lên đằng ta quay đó rồi nó rồi thì nhớ tới đâu nói tới đó mà đều nói nó cũng không có chính xác gì hết. Bây giờ như cái não là nó tiêu rồi. Khi em ngồi gần mẹ nói mày con ai, mày ai à? Con cái bác bảy vậy. Rồi bánh nhớ không nhớ, nhớ kèm rồi luôn. Giờ nó mấy chú thấy nó muốn đòi ăn vậy chứ bưng vô đồ lên cái rồi không chịu ăn. Nó vậy. Vô anh cho rồi đấy. Tao chưa cho nãy sáng giờ tao đói muốn chết. Không ai cho tao ăn chờ ngồi đoạn rồi đó. Nó chưa cho ăn. Mà nó bưng lại thì không ăn. Bà nay bà nhiêu tuổi bà nhớ không? Năm nay hả? Dạ. Bà mới có mười mấy tuổi à. Mười mấy tuổi hả? 19 tuổi à. Dạ. Tuổi con gì? Bà tuổi con gì không biết con gì. Mà bà 19 tuổi đó. Dạ. Mày hỏi cái thằng đứng lên nó biết đó, thằng bà lên số 7 á. Dạ. Như là cái... Như... Bà nhiêu tuổi mày? Bà cái đầu óc bà giờ không còn minh mẫn nữa. Dạ. Không kìa hết. Không còn. Dạ dạ dạ. Chú lấy cái giấy bệnh của bác đó cho con coi. Không ngoài trước nãy trước hay dạ. Là trước đi. Hả? Đi. Thôi giờ có rồi. Chị với chú bác lại trước cho bác nằm đi. Ra trước mình quay. Trời ơi, hình đó. Chú lấy cái giấy bệnh của chú của bác luôn. Có đã nó đầy dạ, sẵn đây ha. Dạ. Ngồi đó ngồi ha. Bác ngồi đi, ngồi đi. Chị lấy ghế ngồi luôn chị. Chị bị tật là chị đi vậy mới vừa đó ha. Dạ. Không bị giờ mới đẻ đâu ra. Mình làm. Để anh cho thấy không? Ngồi sát luôn. Dạ. Rồi chúng qua đi. Dạ.
dài đi cầm với cái dưới cầm dưới đó. Có muốn ấy thì nhích nhẹ nhẹ thôi nha. Ừ. Nhẹ nhẹ và là dặn cái này nhẹ. Dặn cái này nhẹ ra cái dễ di chuyển. Ừ. Dặn vô lại. Qua đó được không? Được lấy cái kia kìa. Giờ lại được giấy bệnh đây ha. Rồi vậy là ra viện này. Dạ. Bà bác giới thiệu tên mình luôn đi. Ngô Văn Tranh. Dạ. Rồi ngồi vậy. Kỳ quá. Thì chị qua đây ngồi cũng được. Để ngồi trước mặt cơ. Rồi cái miếng giấy vàng này của chú đó ha. Bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ. Ngô Văn Chanh, chỉ Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước và dự gói loạn chuyển hóa béo, bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Cái này của chú đây ha. Địa chỉ Đa Khoa. Bà Nguyễn Thị Thanh Văn. Trong này đã 72 tuổi. Dạ. Chẩn đoán xuất huyết nội trọ do tăng huyết áp, viêm phổi do vi khuẩn. Chưa được phân loại nơi khác qua mắt và chóng mặt. Kể như tàn hình rồi. Dạ, là lúc đó là bà bị đột quỵ ở nhà hả đâu chú bác? Hồi đó thì tôi còn ở trong ruộng, bữa bị đây nè, tầm một đêm rồi sáng ngày tôi bị hay bị chở ra ngoài bệnh viện đó. Là tôi đi ra ngoài chở đi trước rồi tôi nhờ người ta đưa ra giùm đó, là ra thì nằm kề bài luôn rồi hết biết gì luôn. Dạ. Lúc đó chú là chưa cái bị bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh rồi, nhưng mà điều cũng còn nó hơi ai là trước có cái trại trong ruộng ở đâu nó đang trống nó đang mình làm cái này cái kia lặt vặt với nuôi con gà con vịt đường thêm gì cái đó là đất người ta rồi mình ở đậu chứ tôi giờ về có nhiêu đây cũng không có gì hết. Đây là đất này là đất của mình luôn hả? Đất rồi, giờ như là người ta cho mình luôn rồi nữa. Này có cái đất này là ở đây là kêu quần khu dân cư à, khu dân cư Vượt Lũ mà ban đầu nó cho ai với giờ sau là nó tính tiền rồi như hồi đó người ta xét những hộ nghèo người ta cho ta đưa ra vậy thôi rồi thời gian sau đó là 10 năm 5 năm là bắt đầu mình phải trả tiền dần dần cho nhà nước vậy. Ngày hôm nay con cũng lại đây để trợ duyên cho hai bác để có tiền để uống thuốc. Thì cũng được biết anh Tài á, ảnh cũng quen rồi ảnh giới thiệu lại, ảnh biết hoàn cảnh của gia đình mình đây nè. Ở đây thì nhờ con nhờ nói chứ từ hồi mà bệnh tới giờ nó cũng nhờ nó không nhiều thì cũng ít như gạo, thóc, nước tương, nước mắm hay là mì có ai cho 5-10 gói gì đó nó cũng đi xin nó đem nó cho thì con cháu nó giúp được cái phần này thì mình cảm ơn nó phần ấy vậy thôi chứ rồi nói vậy nó cũng nghèo rồi làm sao nó có khả năng nó giúp mình được. Nay thì nó giới thiệu mấy chú tới thì cũng rất cảm ơn nó với cảm ơn mấy chú rất nhiều mà nhờ có mạnh thường quân nào người ta giúp được thì nhờ mấy chú giúp giùm vậy thôi chứ giờ mình đâu có biết nói gì giờ. Bây giờ thì có vụ tiền nhỡ mà mấy năm gì trước nói cho chị mẹ có ai cho gì đâu. Và bác thì bá bây giờ bá không được bình tĩnh theo ý của chú vậy, bá muốn nói gì bá nói. Đó thì vậy ra. Thành ra mình không có dạo quay giống mình quay sơ qua mình ra đây mình để hỏi thăm. Chứ nhiều khi vậy nhiều khi bà nói cái trái của rồi nó vô nó không lắm. Tại vì ảnh hưởng tới cái não là nó không được bình thường. Tôi bây giờ là tôi hết đói rồi. Dạ.
Tôi đó thì bây giờ chú biết đó. Bị vậy chứ rồi anh là... đã khóa cho người ta lại đây nói giờ đâu anh Tài. Giờ đang muốn muốn nói gì nói gì. Đây là anh Tài cũng ở địa phương đây, anh cũng đi cũng tháng nào cũng đem gạo lại cho gia đình của hai bác, thì anh biết được hoàn cảnh ở đây. Giờ anh giới thiệu mình lại tới để chia sẻ lên cô chú chị xem có giúp đỡ được cho gia đình của hai bác đây, thì gia đình rất là cảm ơn. Thì anh Tài anh giới thiệu anh rồi chú sao sao đó nói cho cô chú. Đây là chú hai của mình tiêm anh ơi, còn khi ăn bị tập cũng bị tật từ nhỏ lớn rồi, cô hai bị tai biến nằm chỗ cũng có hoàn cảnh khó khăn. Em thì nhờ cái thằng kia nó có tiền nó sức gạo em đi cho dùm chụp hình vợ cho thằng Thắng ở trên chợ. Em chỉ xin gạo dùm cho dù hai với cô hai, hai cho thì em xin phát dùm cho thằng kia. Anh ngồi quay mặt nghe nói chuyện đó. Em cũng nhờ anh cho xuống đây chia sẻ giúp đỡ cho chị Hằng với Dượng Hai với cô Hai. Em cũng qua cái kiếp nghèo mấy anh mấy chị trong nước rồi ngoài nước cho chị Hằng có số tiền uống thuốc men với mua gạo thóc đồ ăn. Em cũng qua mấy anh mấy chị rất nhiều, cảm ơn anh cho. Một lần nữa cảm ơn anh Tài nha, anh Tài anh đã giới thiệu đến đây để giúp đỡ cho hai bác đây. Hôm nay cũng có số tiền của anh Mạnh Quân Quỳnh, anh gửi cho con đi để trợ duyên cho cô chú để mình quay lên đó để cho cộng đồng của mạng cô chú chị trong nước và nước xem cái hoàn cảnh của mình đó bác. Có thể giúp đỡ cho mình được nữa hay không thì chị cho xin số điện thoại luôn. Dạ dạ anh đọc mà 037 22 86 569. Gặp chị Hằng nha. Dạ em thành thật cảm ơn các anh chị và con của bà mẹ xa. Em trước tiên em cho rất là nhiều với anh Tài, một người anh em của em không bao giờ em không được. Dạ cảm ơn tất cả bà con của bác Hồ Sa, nước mạng nước chồng, tôi dùng cái cho gia đình hoàn cảnh của em rất là nhiều. Em cảm ơn rất là nhiều một lần nữa, em xin thành thật cảm ơn. Vậy dạ. Chị đọc lại số điện thoại của mình. 037 22 86 569. Dạ, ở đây dạ. Là xã Trung Thạnh. Xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dạ. Ấp Thành Lộc. Dạ. Cô chú anh chị nào xem được cái hoàn cảnh của gia đình của chị Hằng đây, thì chị cũng bệnh là nhỏ lớn là không bình được đi bình thường, chị đi có đặc như là bệnh đó bị sốt bà liệt. Dạ. Cảm ơn các anh chị. Dạ. 40 tuổi rồi cũng không có gia đình luôn. Ở vậy hai bác cũng đã già rồi. Thì cũng ngày cũng yếu đi, chị không biết làm gì để ra tiền thì chị đi rất là yếu. Hôm nay nhờ mình đến đây để chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị xem và giúp đỡ cho gia đình của chị thành thật rất là cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Trước tiên là anh Tài gì đó là anh cho người tất cả trên cộng đồng mạng và bà cô bác gần xa thương em, gia đình em rất là nhiều. Dạ, hôm nay thì cũng có số tiền của anh. Dạ. Anh Quỳnh dạ. Anh gửi là để đi chợ viên. Thì hôm nay cũng giúp cho 2 triệu để gửi cho gia đình của chị á. Ở đây dạ. 2 triệu chị anh Quỳnh thôi, chị nói anh Quỳnh. Cảm ơn anh Quỳnh đã giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Anh giúp gia đình anh nhiều khỏe. Em cảm ơn rất là nhiều. Cái này em rất là khổ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Một lần nữa thì cũng xin thay mặt cho gia đình và những cô chú anh chị vừa qua đã nhờ anh giúp đỡ, xin chúc cho anh được nhiều sức khỏe và gia đình của anh cũng vậy, và anh làm ăn phát tài để anh đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn để cho cô chú anh chị có một
số tiền để trang trải trong cuộc sống, đỡ qua ngày trong lúc bệnh tật ốm đau. Thì công đức của anh không biết nói sao cho hết. Cảm ơn tất cả các anh chị và anh Quỳnh. Một là anh Tài, hai nữa là anh Cho đã giúp em như vậy, em rất cảm ơn rất nhiều. Giờ này em không còn gì em để nói nữa hết. Em cảm ơn các em. Anh đợi cảm ơn nên đợi ơn anh nhiều lắm. Vì cô chú cũng dạ. Nhìn xem cái gia đình đó hoàn cảnh cũng là rất là nghèo. Nhà anh. Thì ngày xưa thì cũng mua, cũng nhà nước cũng cấp là cái nền nhà với cái nhà luôn á chú. Rồi một trăm rồi tính cả góp mình. Không có đủ điều kiện để mình tô xi măng hả chú? Không có làm gì hết. Quay quay cái nhà cái mình dọn nhà. Nhà thì không có tô xi măng em biết con chú anh chị. Đây là mà mình cô chú gia đình nè, không có tô xi măng gì chứ. Chỉ là giá gạch lên rồi rồi. Nhớ là gì kín đáo cho. Dạ con. Dạ. Mưa thì nước không ngoài. Chị ơi, chị cho đây. Dạ. Chị đi cô chú nhìn thấy không? Đi chị đi rất là yếu, giò cà quẹt quẹt. Hai cái giò mình đụng vậy đi, cái nào dấp té không chị? Đi té chứ. Té gì không? Dạ con cũng như một tay như một giò. Té luôn hả? Dạ. Bữa nay gia đình mình ăn cơm cái gì chị? Ăn cơm mẹ sáng là mẹ mua cháo canh ra tay tay đổ còn mấy cháo cháo à, sáng mua cháo cho bà bác ăn ha. Dạ với em nhận cho mẹ chứ mẹ ăn hả? Dạ rồi sáng giờ mình ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi mình ăn cơm rồi ăn gì đâu chị? Có rồi ăn gì không? Tương ơi anh nó thấy tương tương hả? Dạ không có gì ăn. Mình nấu cơm mà chưa có gì ăn hả? Dạ. Ờ, nồi cơm nấu với chưa nấu tới hai nồi chứ hả? Cơm cơm kia cơm nguội hấp lại. Ủa, mình ăn cơm hết mình nấu nhiều chứ. Bị gì cơm dư rồi cơm nguội rồi không dám cho mẹ cơm nguội, mình nấu cơm nóng cho mẹ ăn. Vậy là cơm không có gì ăn chứ hả? Dạ khi mình nước mắm đó, nước cơm ăn rồi là hột vịt lá kho chiên ha luộc. Đó qua ngày vậy thôi. Dạ, gì chỉ lo mẹ thôi. Dạ. Dạ. Cô sáng giờ có qua ăn cơm nè. Cô chú anh chị cũng nhìn xem cái hoàn cảnh của gia đình của chị Hằng đây. Ba người mà giờ không có ai lao động được hết. Chị thì bệnh nhỏ lớn, đi rất là yếu. À, đâu có đi bán vé số được ha chị? Em đi bán mệt, té lên em không dám đi. Bỏ anh Tài kia em đi mà em chú không giúp đỡ chị em đi mà em không đi được. Bây giờ sợ té nặng, té đau lắm rồi. Dạ, ở khi là máu phun máu đầu luôn á. Cái giò mình đi nó đụng nhau ha. Dạ, rồi dấp té. À. Dạ. Nó mì đó, anh Tài cho em đó. Vậy giờ cũng vẫn còn để ăn. Dạ, hôm nay con tới cho bác tiền để uống thuốc vui không bác? Dạ cảm ơn con chết luôn chứ không vui. Dạ. Anh cho ai làm ơn anh có chai dầu cho em xin cho mình nha được không anh? Dạ dạ để cái có. Dạ em cảm ơn. Có chai dầu là đi. Dạ. Cho bác thích. Dạ. Dạ mẹ cảm ơn. Dạ 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 rồi bà con chúc bà khỏe nha. À, chúc bà đi cho mạnh giò cắn. Dạ, dạ. Thỉnh thoảng anh ghé thăm em nha. Dạ. Dạ. Có gì gặp lại. Mà anh là anh ruột của em đi, em không có anh em hết trơn á. Quay cái hoàn cảnh của gia đình của chị lên rồi đó. Thì nếu mà cô chú xem được mà thấy mình gì đó rồi thương mình đó thì muốn hỗ trợ cho mình có định tiền gì đó rồi mà, trả lại đây mà trước tiên em chỉ cần anh là anh ruột em được không? Em không có anh em hết trơn. Dạ. Vậy là từ đây em gọi anh là anh hai nha. Cái này còn nhỏ tuổi hơn chị. Dạ đi mà. Nhỏ tuổi hơn. Chị quay mặt quay mặt này. Quay mặt chào ngồi đó lên bây giờ em không có anh em thành ra tiền giang á mà đi lên Sài Gòn ăn đầy tháng
Nói giờ muốn nói gì nói vậy đó. Dạ. Em chú dạ, em rất cần anh em luôn, em không có anh em. Dạ gì? Chú bị bệnh gì đó rồi có uống thuốc gì không chú? Uống thuốc hàng ngày. À thì mà của bà thì mà mua riêng đây chứ giờ đi tiền xe là còn hơn chở đi khám đó, thì lấy thuốc có 7 ngày à. Còn giờ cái mua của bà giờ vậy đó. Mua là uống như chứ ngày chở mẹ đi khó khăn lắm. Chở bà giờ tiền xe đi đây ra ngoài đó lấy thuốc rồi đi về là hết 240.000 tiền xe rồi. Rồi bác sĩ kêu là bác đặt cái máy chở tim ra đây hả? À, mình không có tiền để đặt hết chứ. Không có tiền phụ. Rồi vậy chú mệt dữ không? Bác mệt dữ không? Thì mệt đó thì mệt thì có thuốc, hai giờ nào mệt thì bơm thuốc vô liền. Chứ là nó không cho mà nặng quá 5kg mà giờ bả vậy đó rồi không mặn rồi ai mặn. Ai thay đồ, thay đạt rồi đỡ là chị đỡ đâu có nổi ha. Đâu có được. Dạ. Tôi đây mà giờ mà đã còn muốn giảm thêm sống. Vì có người liệt hết bên rồi nó nặng nề dữ lắm mấy chú ơi. Dạ. Rồi bà giáng niệm Phật cho đi bà ơi. Dạ bà ai niệm đó ngày giáng đi. Dạ. Niệm chín chiếc bông nó kêu rồi. Niệm Phật cho mình thường niệm thường bà chạy cũng vậy. Dạ. Mình bệnh gì cũng do cái nghiệp mình nghiệp trước á, mình tạo ra giờ mình thấy chẳng có của người ta cho nên anh có thể là anh là anh ruột của em cũng được nên mừng lắm luôn á. Thì cứ coi vậy đi rồi. Dạ. Cũng ở xa quá thành ra không có tới được, cũng bận rộn dữ lắm. Thì không tới không được thì điện qua đợi. Em cũng mừng lắm rồi. Giờ em rất cần tình thương. Nhà nó ở đâu rồi? Thỉnh thoảng anh đến thăm em cũng được nữa. Ở đâu nhà? Có dịp đi thì ghé. À, nếu mà có việc đi ngang đây thì ghé thăm thì anh, gia đình mình. Thì anh biết không, như giờ thiếu thốn rồi, có tiền không có tiền anh cũng ghé thăm em được rồi. Dạ. Mừng lắm rồi đó. Cháu này ở đâu rồi? Nhưng anh. Có chợ mới. Lắm á. Chợ mới anh Giang vậy đó hả? Dạ. Cha mẹ anh con mẹ hả? Dạ, thành đó, như mình có duyên á, có tiền có tiền thì thôi cũng được, mà em rất cần anh em dữ lắm luôn, gần là nghĩa anh em rất là nhiều. Dạ đông, dạ đông bà. Con nghe chưa chúc cho gia đình của chú nghỉ khỏe nha. Rồi thôi đại diện gia đình cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ dạ. Với cô nằm đây có đẹp không? Đẹp lắm rồi. Mình có số tiền đó mình làm gì bác? Thì giờ thuốc men với mua đồ cái vệ sinh cho bà rồi thôi, chứ mình cũng đâu có dám xài phí gì ngoài đâu vậy đó, tại vậy thôi. Phải mà chị bán với số bạch được cũng đỡ chút ha. Dạ, đi không có đi được. Mình ngồi trên xe, thì điều khiển bằng điện á, mình chạy không có một tay rồi làm sao điều khiển, tay dò cũng dò đâu, tay hư luôn đó, rút cái tay luôn rồi nó tay vậy đó, nó giờ là vô phương đâu có đi tay dò cong ra luôn rồi. Này cũng như là này đâu phải gãy hả chị, nó có co ra gì đó hả, tay bình thường mình đâu co gì được đâu. Vì nó giờ nó bị vậy rồi, sure. Nó thấy rồi nó hư luôn. Có bây giờ làm cho em bệnh luôn rồi em mừng lắm. Cái này có hồi nào giờ có đi bác sĩ gì khám lại không? Chưa anh. Anh có thể nào giúp cho em bình thường là được không? Cũng đợi chút này, đi được không? Này chắc có phép như tà thiên rồi. Tà thiên. Mình bẻ ra vậy nghe ra được không? Dạ vậy là rồi đó anh. Vậy rồi, nó bẻ nữa nó đau hả? Dạ. Nó rút quá rồi. Dạ làm sao anh? Dạ. Cũng như là mấy chục năm rồi còn gì cũng quen. Mới bị thì mình đi bác sĩ kia. Dạ. Ta có điều trị được không nữa? Dạ đi trên tái trên Sài Gòn mà nó trị cũng không được luôn nữa. Dạ, không. Dạ. Vậy là cái số anh vậy rồi. Dạ. Rồi có những cái dịp nào anh coi thử giùm em coi có thể nào chữa trị cho em được không? Thì bác sĩ bó tay rồi sao mà em trị được? Em chỉ tìm đi quay để giúp đỡ cho nhau. Cái nói giúp cho mẹ thôi. Dạ, mình có tiền để mình trang trải qua ngày thôi chứ. Còn về đâu có cái vụ hay nè. Còn bệnh thì do mình đi bác sĩ hoặc là sao đó mình chữa trị chứ.
chứ bên em đâu có giúp được cái bên cái vụ bệnh. Rồi cũng chúc cho vậy về sức khỏe ha. Dạ em cảm ơn chị. Vậy mà nấu cơm được không? Nấu cơm được ha. Dạ nấu cơm được, em giặt đầu được hết trơn à. Dạ. Chỉ có cái tay này là không có làm được. Dạ. Mình làm con tay mà. Dạ. Cũng như nói vậy, cũng như là không có người làm rồi làm thế vậy. Mà tôi lúc nào tôi khỏe tôi làm không mệt thì phải nghỉ chứ đâu dám mà. Dạ đến đây thì cũng xin kết thúc video quý của chú anh chị ơi. Vừa qua thì mình cũng quay rất là nhiều clip để đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, như đi phát quà phát gạo cho cô chú anh chị, rồi mình đi những hoàn cảnh mà bệnh nặng mình cũng đi giúp đỡ. Tuy rằng cái số tiền mình Mạnh Quân ảnh là giúp đỡ không có nhiều, một hoàn cảnh chỉ là 2-3 triệu trở lại thôi, đặc biệt lắm là 3 triệu. Rồi ảnh thì nhiều người chứ không phải là cho một cái hoàn cảnh mà ngân thì ảnh chia ra một hoàn cảnh gì là mấy triệu thôi. Thành ra cô chú anh chị cũng phải thông cảm cho mình, tại vì cái kênh mình cũng mới ở đây thôi. Thành ra là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân chưa có ủng hộ, có anh Quỳnh ảnh ủng hộ để đi gieo duyên để quay lên cho cô chú anh chị xem để giúp đỡ. Nếu mà cô chú anh chị nào thấy mà hoàn cảnh nào mà đặc biệt muốn giúp đỡ thì xin liên hệ với mình hoặc là số điện thoại của người bệnh của gia đình thì để giúp đỡ. Thì ai cũng bệnh, ai cũng phải là phải bệnh thôi, không ai tránh khỏi. Rồi hôm nay mình được đứng, mình được đi giúp đỡ gì là mình rất là quý, mình còn mai bước hơn những người khác. Thì cũng mong là quý cô chú chị hãy chung tay để giúp đỡ cho mọi người để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. Vừa qua cô chú anh chị cũng vô cái kênh mình xem và cũng ủng hộ cho mình. Thì mình không biết nói gì hơn, thì xin chúc cho quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Một cô chú nào mà chưa có đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để tiếp tục xem những cái đoạn clip của mình đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Vậy con dán niệm Phật để mình giải cái niệm của mình. Dạ. Em chúc tất cả anh chị bà con gần xa một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Chúc gia đình chú nhẹ sức khỏe nha. Dạ. Vậy thôi.